Tiếp theo thì bất động sản niềm tin sẽ chia sẻ cho quý vị một trong những cái rất là quan trọng về chúng ta đi mua bất động sản. Một trong những cái mà rất là nhiều người mắc, cho nên là chúng ta phải phải để ý, phải lưu ý cái vấn đề này. Thứ nhất là chúng ta đi mua một mảnh đất mà trong khi đó là cái mảnh đất đó diện tích rất là rộng. Nhà người ta có những cái mảnh đất nó lên tới hàng nghìn mét, đúng không ạ? Nhưng mà người ta chỉ bán khoảng độ 2.000 mét thôi. Thì quý vị biết được rằng là mảnh đất 1.000 mét ấy, thì xin thưa với quý vị là nó không bao giờ vuông thành sắc cạnh, đúng không ạ? Nó sẽ lồi lõm. Cho nên là khi mà chúng ta đi mua ấy, cái việc thỏa thuận với chủ đất thì trước tiên là người ta chỉ từ chỗ này đến chỗ này, chỗ kia đến chỗ kia, đúng không ạ? Người ta sẽ chỉ cho mình thôi, chứ còn chỉ thì không thể nào chính xác 100% được. Bởi vì là cái việc chỉ là một cái việc mà nó có nhiều cái vấn đề xảy ra đến cái từ chỉ. Thứ nhất là chỉ đúng điểm đầu này sang điểm đầu này, chẳng hạn như là 15 mét hay là 20 mét nếu là mặt đường, và nó chạy sâu thẳng vào trong, thì cái đấy có thể là viết trên hợp đồng được. Thế nhưng mà có những trường hợp người ta chỉ bằng tay, người ta bảo là bây giờ tôi bán cho anh 2.000 mét, miễn làm sao nó đủ 2.000 mét cho anh. Đấy, thì cũng là một câu chuyện, đúng không ạ? Thế nhưng cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị là nếu như quý vị xác định quý vị mua cái mảnh đất đó, thì tôi khuyên quý vị một điều rằng là chúng ta hãy chấp nhận mua và chúng ta đã thỏa thuận giá xong. Sau đó thì chúng ta sẽ mời bên đo về, người ta sẽ đo cho mình, xong xuôi đâu đấy rồi thì chúng ta bắt đầu mới đi vào đặt cọc, và sau đó chúng ta sẽ làm hợp đồng, đúng không ạ? Thì cái điều đấy là cái điều mà nó sẽ chắc chắn cho chúng ta, để đảm bảo cho chúng ta được cái giá trị khi chúng ta mua. Không có thì nếu chúng ta mà chỉ ấy, mà chỗ nọ chỗ kia, tức là chỉ chỗ đầu này ra đầu này, chúng ta chỉ thôi, sau đó là nhiều người thấy rằng là mua được, đi đặt cọc, đặt cọc xong rồi là bắt đầu mới mời đội đo đến. Thì khi đo ấy, thì cái gia chủ người ta sẽ không phải là chỉ những cái chỗ đấy nữa, mà người ta vẫn chỉ ở chỗ đấy nhưng nó gần đấy thôi. Rồi thì tất cả mọi cái lời nói, mọi thứ nó thay đổi, nó không còn đúng với cái hiện trạng để đo nữa. Bởi vì sao? Nó có những cái trường hợp mà đất của họ người ta đang sử dụng, thế nhưng mà nó lại không có trong bìa. Đấy, tình trạng đấy nó vẫn xảy ra. Và một cái tình trạng nữa, tức là người ta đang sử dụng nhưng nó trong một cái bìa, nhưng nó không phải là cái bìa tổng mà nó lại là một cái bìa thứ hai. Thì cái bìa tổng thì nó cắt ra được, bởi vì bìa tổng nó có thổ cư thổ kiếc thì nó cắt ra được. Chứ nếu mà cái bìa khác ấy, thì cái bìa đấy nó sẽ không cắt ra được, bởi vì bìa khác chẳng hạn như là nó là cây hàng năm, nó liền kề với đấy, người ta làm liền nhau thì người ta cứ trồng cây hay là người ta làm cái gì người ta cứ làm, bởi vì mình đã kiểm tra đâu mà mình biết, lúc nào mình kiểm tra rồi mình mới biết, đúng không ạ? Cho nên là cái điều đấy là một cái điều chúng ta phải lên nên cân nhắc. Chính vì cái điều này mà rất nhiều người đang mắc, không phải là ít người đâu, đúng không ạ? Đến lúc nó cò quay rồi, cãi nhau thì không cãi được, tiền cọc thì cọc rồi, đúng không ạ? Đấy, nó phức tạp lắm. Cho nên là chúng tôi rất là mong muốn khi mà chia sẻ để cho quý vị nắm bắt được cái tình hình này, thì quý vị nên để ý, nên chú tâm vào. Bởi vì thị trường bất động sản bây giờ nó đang rất là sôi động, biến động rất là mạnh mẽ, thì cái việc mua tranh bán cướp nó ghê gớm lắm. Cho nên là chúng ta đi mua bất động sản chúng ta không nên vội vàng. Hôm nay không mua được, mà không có mua được thì chúng ta coi như là không có cái duyên. Còn chúng ta mua được thì đấy gọi là cái duyên của chúng ta. Thế nhưng mà làm sao để đảm bảo được về cái giá trị pháp lý, đúng không ạ? Làm sao đảm bảo được về cái giá trị pháp lý, đó là cái điều rất là quan trọng. Đấy, thuận mua vừa bán và mọi thứ nó đều êm xuôi thì rất là ok. Thế nhưng có những cái trường hợp nó mắc vào những cái mà nó không như ý, mà nhiều người đã mắc rồi.
đúng không ạ? Nhiều người nhắm mắt nhắm mũi vào cũng phải xuống tiền, bởi vì đã đặt cọc người ta rồi, bây giờ rút ra thì không rút được, bỏ thì không đành, đành phải chấp nhận lấy, nhiều lắm. Chưa tính đến cái chuyện là người ta lừa thế nọ lừa thế kia, sổ giả hay là tất cả pháp lý nó chưa chuẩn, đúng không ạ? Cho nên là tôi khuyên quý vị đi mua bất động sản mà chúng ta muốn mua cái diện tích của họ, mà không phải là cả diện tích mà mình mua một phần diện tích của họ thôi, thì chúng ta lên mời địa chính đến đo, đúng không ạ? Thì mời địa chính ở xã hay là mời địa chính ở phường đến đo thì nó hơi khó, nó sẽ không đo ngay. Nhưng chúng ta mời trực tiếp bên đo của bên dịch vụ, là người ta gọi người ta cái là người ta đến ngay. Sau đó là kiểm tra về quy hoạch, quy các thứ là đều đầy đủ hết. Cho nên là cái vấn đề này là một vấn đề rất là quan trọng, mà chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng là rất là quan trọng. Cho nên là mọi người muốn an toàn thì mọi người phải phải cẩn thận về vấn đề này, đúng không ạ? Trong tất cả các cái video mà chúng tôi chia sẻ thì chúng tôi sẽ bóc tách chia sẻ cho quý vị, để cho quý vị nắm bắt được cái tình huống để quý vị có thể xử lý tốt. Bởi vì tôi thấy khá là nhiều trường hợp bị mắc. Đấy. Cho nên là chúng ta phải 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 cẩn thận. Bất động sản nó đâu có ít tiền. Cọc tiền thì có người thì cọc ít thì không nói, có người cọc 200-300 triệu. Đến lúc cọc tiền rồi người ta bảo là tôi tiêu hết rồi, giờ tôi lấy đâu ra giả? Hả? Lấy đâu ra giả? Chờ tôi bán được tôi giả, đúng không? Quý vị ăn thịt được người ta à? Mà trong khi đó là hợp đồng thì quý vị thừa biết rồi, hợp đồng viết tay, tất nhiên nó cũng có giá trị. Thế nhưng mà để đòi được cái số tiền đó thì nó cứ cù nhầy ra, đúng không? Nó đem lại những cái giá trị ức chế cho cái việc là chúng ta giao dịch, chúng ta mua bán mà nó không thành công, mà suốt ngày phải khuỵu lụy nó, lịnh bợ nó để nó giả tiền chẳng hạn như vậy. Đấy. Cho nên là cái điều mà chúng ta càng cẩn thận bao nhiêu thì chúng ta sẽ tốt bấy nhiêu, đúng không ạ? Và tôi mong rằng là các bạn sau khi xem cái video của chúng tôi thì quý vị có thể là thấy được rằng là nó là cái hữu hiệu, thì quý vị nên tránh, nên cẩn thận. Đấy. Còn nếu như chúng ta mua thẳng một mảnh đất ấy, thì nó lại đơn giản hơn một chút. Đấy. Bởi vì là từ đầu này đến đầu này đất nhà tôi, thì khi chúng ta nhìn cái bìa trích lục chúng ta đã thấy rồi. Hai nữa là chúng ta kiểm tra trên địa chính xem là nó có mắc quy hoạch quy hiếc hay không thôi, đúng không? Nên là cái đấy nó dễ hơn, đúng không ạ? Và chúng tôi thì rất là cảm ơn quý vị khi đã quan tâm theo dõi cái kênh của chúng tôi, bởi vì kênh của chúng tôi tới đây sẽ cập nhật rất nhiều các cái thông tin hữu ích để chia sẻ cho mọi người, để mọi người đỡ mắc phải. Bởi vì chúng ta bỏ ra một số tiền rất là lớn thì nên tránh được càng nhiều là càng tốt những cái rủi ro. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nếu quý vị xem video nhớ là like và đăng ký kênh cho chúng tôi, để chúng tôi có cái động lực để tiếp tục chia sẻ cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.